Alo ạ. Alo. Đây là số anh bán chim cô gái không ạ? Vâng, đúng rồi. Anh ở đâu vậy? Em ở huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội. Chỗ nào ạ? Đúng rồi. Thì đôi đấy anh bán bao nhiêu đôi vậy? Đôi mình mua mình muốn mua đôi biết chỗ hay là đôi như nào? Có đứng đôi nào đấy? Đôi da vàng mà về mình nuôi bắt đầu nó tự chỗ được rồi thì đôi đấy là 600 một đôi. Còn mấy đôi khác thì sao ạ? Đôi mà nuôi được khoảng 3-4 tháng nữa thì mình tính 1 triệu một đôi. Đôi da vàng thì về tự mổ thôi à? Nó mổ nuôi được 2 tháng nó chỗ thọ sõi rồi về nuôi mình chỉ có lâu hơn cái đôi mình nuôi 1 triệu Vâng. thôi. Mấy nữa, ví dụ em lên quê em lên tiện em đi công việc luôn thì em lại quá không mà ấy nhé. Hôm nào đi đâu, hôm nào đi 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 đến cái chỗ khu du lịch Quang Sơn Chùa Tiên đấy. Vâng, em tiện em mới em lên chỗ đấy em có việc luôn mà. Mình ở đâu mà hay đi qua đoạn nào? À em có bà bác trên đấy ạ. Vâng. Thì khỏi em lên đấy em chơi thuận tiện, mấy đứa em lên chơi thuận tiện không ghé rồi Hôm nhé. nào lên thì điện trước rồi mình ở nhà mình ấy mình đợi mình tiếp. Dạ vâng, nó đây thôi. Thế bạn quê ở đâu? Em quên lên đỉnh Mình thì ok, đi trong ngày đi chơi làm đôi về nuôi làm à. giống. Thì em cũng thích nuôi chim nuôi cỏ lắm nên tội đấy. Vâng. Mình thì kể cả nếu mà thích không ấy mình vẫn chuyển hàng đi các tỉnh được mà. Vâng. Nay chuyển đi anh đi Bắc Cạn, Thái Nguyên, Quảng Ninh vẫn chuyển suốt không gì. Nói Vâng. chung miền Bắc chuyển dễ. Vâng. Chim này nó chỗ được rồi thì mình đi khoảng 2 ngày vô tư. Và ví dụ chuyển tiếp thì hết bao nhiêu Chuyển thì thường bên mua sẽ chịu cước mất khoảng 100.000, còn nếu mà thêm thì bên mình hỗ trợ. vậy? Và vậy bên người mua thì mất 100.000 tiền Nếu cước. mà thì ví dụ như hết 150 thì mình hỗ trợ 50.000. Vâng, đây, vâng. Thì Hay là mấy cái gì có mấy cái đây. chuyển đấy thì chuyển tiền qua tài khoản. Vâng. Có gì mấy cái lên không? Vâng, chào anh nhé. Anh Ngồi mình nói ơi, chuyện với bạn ở đây. cho em xin hỏi mấy anh em đang xem cái chương trình clip của anh là anh nhìn khu bán khu hả? Đúng không anh? Rồi, Anh nếu mà một đôi khu mà một con trống một con mái đang ra làm nuôi nằm tầm 2 tháng biết vào khóc tự bổ rồi, bây giờ anh bán bây giờ giá là bao nhiêu tiền một đôi? 600. Đây có phải không? Đôi một con trống một con mái đấy Đúng rồi. mà đấy là nếu mà khu đấy anh có biết biệt là dọc khổ dền hay khổ hay là dọc chưa, Khổ đắt luôn này. có đẹp có đặc hay không nhưng mà Khổ thì cái đấy mình thích cái gì thì mình phải bảo nói rõ là theo lối nào thì mình còn biết bố mẹ nó là đâu mình còn đấy. Khỏi khỏi quá. Ý là em thì nuôi cu bảy ấy thì em nuôi cu đang nhờ muốn ý là em muốn hỏi em kiếm đôi về thử xem cái ghép thử xem cu nó Đồng sau này như thế nào thôi. xong có công nướng gà thì Đấy thổ, đốt khổ than đồng cho ấy, đấy khổ đồng ấy. nó rực than thì nướng nhá, nướng Ừ, cổ thì khói coi thao cái gì 1 2 ngày nữa em thử gì sau nhá, trên đây sau không nhá. ok 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 cái Alo. Alo, anh ơi cho em hỏi trên mạng anh bán chim cu gáy mấy đôi anh nhờ? Chim ngon á. Chim da vàng. Vâng. Thế bán bao nhiêu đôi anh nhờ? Thích cái loại tầm như nào, nguyện vọng của mình như nào thì mình nói để tớ mới biết được. Không, em thì mua đôi chim bình thường thôi về mình cho sinh sản thôi, vì đôi chim nói chung là về chỉ việc cho nó ăn Sinh thôi sản chứ là không phải thổ, đút thổ nữa. đặc hay là pha thổ hay là Pha thổ phim thôi ấy. anh ạ. Pha thổ thôi. Ba thổ một đôi bây giờ nó hiện giờ đang có 2 đôi, một đôi khoảng 2 tháng, một đôi 3 tháng, Cái đôi hai còn tháng này còn khoảng nhiêu tiền của anh? lộn đôi 2 tháng bây giờ 600. 600 một đôi à? Chứ anh gửi về là tiền xe em chịu à?
Bên mua thì thường mình gửi cho mấy đơn còn vị. cái đôi mà thổ đặc lên thì bao nhiêu anh? Thổ đặc thì hiện giờ là đôi này nó hơi già mất rồi. À, già mất đây. Đôi này nó rơi vào tầm khoảng 4 tháng rồi mà nó cườm nó chắc là da đủ rồi đúng không anh? Gần như kiểu dạng thế. Đôi này bây giờ là 800. 800 anh. Có gì em liên lạc cho anh sau cái số này đúng không anh? Ở đâu đấy? Em ở Thanh Hóa chứ. Thanh Hóa thì đơn giản thôi gì. Anh ở đâu? Mình ở Hà Nội đấy thôi, gần Hà Nội thôi. À, anh Hà Nội à? Vâng, em Thanh Hóa mà. Hà Nội đi Thanh Hóa thì từ Vĩnh Đình đi thì Gia Lâm hay đúng Vĩnh rồi, Đình có Thanh Hóa. 100 cây mà, không đến 200 mà, hơn 100 cây thôi. Thì gọi là trong ngày vẫn về nơi. Đúng rồi đó. Chim này 2 ngày vẫn sống một từ. Chả ăn được gì. Dạ vâng. Thế có gì em liên lạc lại nhá. Số này đúng không anh? Số này còn gì nữa thì cứ nghiên cứu đi, xong có gì anh em đây mình mở ngoặc luôn, là mình chuyển cũng uy tín lắm. Tóm lại là cứ lúc nào ấy thì vào các kênh YouTube hay là Zalo bằng số này của mình đấy thì anh em giao lưu để giống nhau đối. Rồi vâng. Đấy đôi 600 thì ok, nó pha thổ nhưng mà pha nhiều lắm. Rồi. Vâng. Alo anh à? Ờ. Anh cho hỏi cái địa chỉ của anh ở cái trại chim này là đâu nhỉ? Mình ở xã Vân Hòa, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội. Từ. Xã Vân Hòa. Ờ. Xã. Ba Vì. Từ thị xã Sơn Tây anh lên thành là xa không? Thì sang đây khoảng 10 cây nữa. 10 cây nữa. Vâng. Thì đến là họ đến để hỏi đến xã này ạ. Vâng. Xã vào gì? Thì thôn anh là địa chỉ đến xã này thì hỏi vào chỗ nào nhỉ? Vâng, anh cứ đến xã anh điện cho em. Nhưng mà anh có nhu cầu gì nào? Tôi muốn nhu cầu mua lên trại chim của anh, tôi mua chim. Vâng. Thế tôi hỏi này. Một đôi chim nó đang gáy rồi là nó bao nhiêu tiền anh? Chứ phải là chim chơi đâu. Đôi chim đang gáy rồi à? Mua mọc cườm nó gáy rồi. Một đôi mọc cườm gáy rồi thì nó cũng phải, nếu mà chim gáy rồi, chim đẻ đến tuổi đẻ rồi mà nó vào đôi với nhau, mà đôi giả là 2 triệu. Là bao nhiêu ạ? Vâng. Là bao nhiêu anh? Là 2 triệu một đôi. 2 triệu một đôi. Vâng. Còn mua lẻ một con? Lẻ một con thì con mái thì nó rơi khoảng 800. Còn con trống? Con trống thì đấy nó rơi khoảng 1 triệu 2. Thế thì chỗ cơ sở anh bán hơi đắt nhỉ? Vâng, thì bên này thì bọn em cũng chim thì nó cũng... nó có hả? có nguồn gốc với lại chim nó tuyển chim thì nó vô cùng. Ý là tôi mua một đôi hoặc là không có một con, nó tầm 4 tháng tuổi nó đang vào ấy rồi ấy, anh hiểu không? Vâng. Thì bên anh nó có dòng đấy không ạ? 4 tháng tuổi một đôi, 4 tháng tuổi bây giờ nó, nếu mà 4 tháng tuổi thì gọi là bập bõm gáy chưa thể hay được. Vâng. Nếu mà thế thì rẻ, một đôi đấy thì nó chỉ khoảng 1 triệu. Gọi là đang tập gáy nó chưa căng. Vâng, nó đang mọc cườm rồi đúng không? Cườm lên rồi, cườm phủ 70-80% rồi. Vâng, thế thì cái này lúc nào anh ở nhà chứ? Cái này thì không cứ, tại vì em làm cái này thì em cũng làm thêm rồi, chứ em không phải làm chính tất cả nữa là. Thế nhưng mà đã sang tới nơi thì sang mấy lúc nào anh làm được anh chưa? Anh cứ điện trước một ngày là em bố trí em báo luôn. Rồi, có gì nó điện trước một ngày nhé. Vâng, cảm ơn anh. Đây rồi, anh đang nhắn tin cho số nhà xe đây. À vâng. Anh nhắn tin cho số nhà xe là xe nó xuống Mỹ Đình, xong rồi anh hỏi rồi Mỹ Đình nó đi luôn đấy thì xong rồi cái xe, cái số này anh nhắn cho là nó, họ sẽ gửi cho em cái số về Thái Nguyên nhá. À vậy à. Còn mấy giờ anh này? Anh chim anh thì bây giờ là lên xe rồi, đang xuống Hà Nội rồi. Thì khoảng mấy giờ lên đây? Anh cái này thì khả năng là cứ tầm tối 7-8 giờ là theo như ước tính là như thế, còn cái này thì không phải no đâu.
Kể cả ấy thì em cứ bám vào cái số nhà xe này các thứ này, anh gửi sau lên xe rồi. Ờ anh nhận được rồi, bây giờ anh bắt đầu gửi ra xe bây giờ đây. Rồi anh gửi em số xe. Em địa chỉ em có thể nhắn tin chính xác một tí được nữa được không? Hay là cứ đến ngã tư đấy là được? Không, cứ chợ Đại Từ là được. Cứ đến chợ Đại Từ nhá. Vâng ạ, chợ Đại Từ Thái Nguyên nhá. Ờ rồi rồi anh biết rồi. Vâng. Ơi. Ờ. Anh không gửi được anh. Xe nó đi 1 giờ, 1 rưỡi nó qua nhà anh, bây giờ anh vẫn đang trên đường về nhà nên nó không kịp. Thì em xem bố trí cái thời gian nào, nếu mà mai mà em không công việc em xin phép được thì sáng mai anh gửi, thì tầm 12 giờ mai là em nhận được thôi. 12 giờ mai nhỉ? Thì em đi làm công chức thì từ 11 rưỡi đến 1 rưỡi là em rảnh đúng không? Không, em làm công nhân nhỉ. Em làm công việc thì chứng tỏ thời gian cũng hơi bị hạn hẹp đúng không? Vâng, em chỉ thời gian của em chỉ có từ được nghỉ ăn cơm từ lúc 12 giờ đến 1 giờ thôi anh ạ. Thế à? Thế bây giờ giả sử chiều nay mà gửi cho em thì đến cái tầm khoảng 7-8 giờ tối em có ra lấy được không? 7-8 giờ tối thì ra được. Thế thì anh đi ra cái tuyến xe của anh là cứ 15 phút có một chuyến là bây giờ vẫn gửi được. Thế nhưng mà anh sợ là em có khó khăn thì cho em thôi. Không, em thì không khó khăn. Thế bây giờ vừa thống nhất là anh em mình làm việc thì chiều hôm nay. Thế bây giờ cái tài khoản thì thực ra anh cũng thấy là cái tài khoản Vietinbank thì không biết là em dùng cái phần mềm e-mobile banking à hay là phần mềm gì? Chả rõ đâu em thì em. Ô, thế thì em cứ làm này cho anh được rồi. Em gửi cho anh hai cái mã thẻ mỗi cái 200 ấy điện thoại ấy. À, ok thế. Em tạo ra anh gửi thì anh lạp luôn cho vợ anh một cái, mới lạp luôn cho anh một cái, xong còn bao nhiêu anh em mình nhận chim thì em gửi lốt cho anh nhá. Anh cứ gửi số điện thoại em bắn trực tiếp từ tài khoản em ra luôn. À đấy. Thế thì số điện thoại thì còn bây giờ đây là số của anh thì em bắn cho anh 200 rồi còn số của vợ anh thì là anh gửi tin nhắn luôn cho. Vâng, thế em bắn trực tiếp luôn rồi, em bắn trực tiếp điện thoại luôn mà. Thế thì được, thế thì bắn em có ghi bút lời ghi luôn số điện thoại của vợ anh và gái. Em anh cứ gửi tin nhắn giúp em đi. Thế em nhớ này 01 0167 này. Gửi tin nhắn không anh gửi tin nhắn giúp em đi. Rồi. Thế em bao gửi luôn. Bắn vào của anh 200 với của vợ anh 200 nhá. Vâng, anh gửi chi luôn. Xong anh gửi số nhà xe cho em thì đi bây giờ vẫn kịp và thoải mái anh. Vâng, ok, 7-8 giờ tối thì em vẫn ra được. Đi đằng nào về em phải ra đấy mới ra viện được mà, qua viện mới đến chỗ. Được rồi. Chợ đấy mà. Vâng, em gửi luôn nhá. Nhưng mà lúc anh gửi bắt đầu gửi xong anh điện cho em nha. Rồi bắt đầu anh sẽ gửi cho em cái số nhà xe đi về chỗ Thái Nguyên ấy. Đại Từ Thái Nguyên ấy. Gọi là chính xác là ngã tư ấy à? Ngã tư tổng hợp Cộng sản Quảng Ninh. Từ Mỹ Đình gửi về ngã tư tổng hợp. Vâng. Gửi anh cứ gửi về bọn khu mô với Thanh ấy. Đấy thì đã qua trước em hết, vẫn Đức Phúc được, nhưng mà Đức Phúc nó chạy chậm lắm, nó chạy thôi. Thì ấy giờ ấy, bảo nó bảo quản thanh, em. Cái gì Việt Thanh? Kumo, xe Kumo ấy. Ờ. Thì anh cứ bảo như thế là, bảo ý em, hỏi chết em nhé. Rồi anh hiểu.